được mùa lúa dồi dào. Nay hội thánh lại dâng các ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin truyền cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ai mà dân thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp y với các ngài. Ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính chào cha. Hôm nay chúng ta bắt đầu một tháng mới, tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Chúng ta cầu cho linh hồn Đoàn Ngọc Tiến, Thomas Nguyễn Văn Thạnh, Giuse Vũ Đức Liễn, Giuse Phạm Chí Thành, Phêrô Trịnh Bảo Long, Dominico Trần Chí Hải, Gioan Bautista Hoàng Văn Quán, linh hồn Cecilia lễ dỗ hôm nay. Đặc biệt chúng ta cầu cho linh hồn Rosa Trần Thị Kim Huệ, mình quen gọi là bà Kim, ở nhà hưu ở Mirabuca gần Cha Phan, mới qua đời, và thứ sáu này sẽ là lễ phát tang và thứ bảy là lễ tiễn đưa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn mà cậy nhờ việc cầu nguyện thường xuyên của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin cho chúng con được thay đổi cách nhìn, là chúng con sống niềm tin, tức là đi tìm Chúa, chứ không phải đi tìm phần thưởng của Chúa. Xin cho chúng con cũng nhìn đến tất cả mọi người chung quanh bằng con mắt đó. Chúng con tìm đến ai, chứ không phải tìm đến những lợi lộc mà chúng con lợi dụng được nơi người khác.
Lạy Chúa, xin soi sáng tâm trí chúng con để chúng con đi tìm Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, xin tha thứ những lần chúng con đi tìm ơn của Chúa, phúc lợi của Chúa mà không tìm chính Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng con yếu đuối, không biết đường đi, xin Chúa chỉ dạy. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong trật tự hòa bình, để tất cả chúng con được hưởng nhờ và hội thánh Chúa được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu. Khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em, các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoàn cảnh nào, thần trí của Đức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Đức Kitô. Các ngài được mặc khải cho biết rằng các ngài không phải phụng vụ chính mình mà là cho anh em trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay. Do những kẻ giao giảng tin mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, đứng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái. Vì thế, lòng trí anh em hãy tỉnh thức, hãy sống tiết độ và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng đã ban cho anh em trong sự mặc khải Đức Giêsu Kitô. Anh em hãy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em còn mê muội. Một, hãy noi gương Đức Thánh đã kêu gọi anh em, và chính anh em hãy ăn ở thánh thiện trong đời sống. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đọc đắc ca. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã làm nên những điều kỳ diệu. Tay hữu người đã tạo cho người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thanh thiên của người. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Trước mặt chư dân, người tỏ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Khắp nơi trên bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ, mừng vui và đàn ca. Chúa đã công bố ơn cứu độ của người. Alleluia.
lòng của Chúa. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ông Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Này đây, chúng con đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời: Thầy bảo thật anh em, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em chị em, cha mẹ con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, về anh em chị em, cha mẹ con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ trở nên rốt hết, và những kẻ sau chót sẽ trở nên trước nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, ở đây Thánh Marco chỉ nói, Phêrô lên tiếng hỏi thôi. Nhưng ở những thánh sử khác thì nói, ông còn thêm câu, rồi chúng con sẽ được gì? Đó là tâm trạng của chúng ta đó, đừng ngạc nhiên, đừng tránh né. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Gioan Tẩy Giả cho hai môn đệ đi theo Chúa. Câu chuyện rất đơn sơ, rồi hai ông cứ đi lẻo đẻo mé sau. Đó là phúc âm của Gioan tả lại rất kỹ, có thể một trong hai ông đó là Gioan. Chúa quay lại và hỏi một cách rất tâm lý: Các anh đi tìm cái gì vậy? Chúa không hỏi các anh đi tìm ai vậy. Lạ. Bởi vì đi lẻo đẻo theo Chúa thì chắc là đi tìm Chúa rồi. Nhưng Chúa lại hỏi rất là tâm lý: Các anh đi tìm cái gì vậy? Cái câu này nó đúng với tâm trạng của mỗi người chúng ta, ở bất kỳ lứa tuổi nào, ở bất kỳ quốc tịch nào. Nó không khác nhau đâu. Trong cuộc sống bình thường mỗi ngày, từ sáng đến lúc tối đi ngủ, Chúng ta thường đi tìm cái gì, chứ ít có khi đi tìm ai. Một ngày ta đi tìm tiền bạc, công việc, shopping ở nơi nào rẻ, rồi đi tìm bác sĩ để mà lo cho cái sức khỏe, tìm nhà ở, tìm chỗ bán đồ for sale, tìm nơi nào vui. Ít khi nào mình đặt câu hỏi: Hôm nay tôi đi tìm ai? Ngay cả khi mình nói cái người mà mình yêu thương như một người bạn rất thân chẳng hạn, tôi không nói đến vợ chồng, khoan nói, cũng chưa chắc là mình đi tìm người bạn đó nha. Hôm nay rõ ràng tôi thân với ông A thì tôi đi tìm ông A, không chắc. Trong tâm lý của con người, cái khách thể, tức là cái nhân vật mà mình đi tìm đó, nó có thể đáp ứng một nhu cầu nào của mình. Và như vậy, nó là một sự vật, chứ không phải một nhân vật. Tôi thích vì cái người đó làm tôi cười, tôi vui, tức là tôi tìm cái niềm vui. Chứ không, chưa chắc tôi tìm cái người đó. Một hôm nào người đó hết vui, tôi hết tìm. Tôi cô đơn, tôi cần một người yêu thương để giải quyết nhu cầu tình cảm của mình. Trong cái ý nghĩa đó, thì cái người tôi yêu thương giống như là một thứ nhu cầu, đáp ứng lại một sự khao khát của mình. Nó tương tự như tôi đi tìm tiền để giải quyết vấn đề kinh tế vậy, hay tôi đi tìm thuốc để giải quyết vấn đề bệnh hoạn, giống y như nhau. Thì tôi tìm người để giải quyết một vấn đề cô đơn trong cái tâm hồn tôi.
Bây giờ mình nói cụ thể hơn trong gia đình, vợ ở bên chồng, con cái ở bên cha mẹ, thì sẽ cùng nhau đi tìm gì, tìm cái gì, chứ đâu cần tìm ai nữa. Bởi vì mình nói ở chung trong nhà rồi, đi tìm ai làm cái gì. Và chính vì vậy mình sẽ đánh mất cái ưu tiên đó, tại mình nhàm rồi. Tất cả cuộc đời của bằng người, bằng ấy số người trong một gia đình, là cùng nhau đi tìm, học hành, thành đạt, địa vị, tương lai, nhà cửa, vân vân. Bây giờ mình xét mình lại đi, ta thấy những điều ta bận tâm trong một ngày toàn là những về vấn đề đi tìm cái gì, chứ không phải ta đi tìm ai. Đặc biệt trong đời sống thiêng liêng, ta có thể đi tìm ân sủng của Chúa. Tiếng Việt hay chữ grace bên tiếng Anh dịch là ân, ơn. Mình dịch là ân thì đúng, nhưng tiếng Việt lại ghép thêm chữ sủng, là có sự yêu mến trong đó. Mình đi tìm cái tình yêu đối với cái người ban ơn, hay mình chỉ đi tìm cái ơn? Mình được ơn này ơn nọ, còn mình chả cần đếm xỉa tới người ban ơn. Hai người vợ và chồng sống bên cạnh nhau, có nhau bằng thân xác, thì cũng chỉ là hai sự vật khi hai tâm hồn còn ở xa, chưa tìm hiểu nhau. Hiểu nhau bằng tâm hồn mới là một cuộc gặp gỡ mà Chúa Giêsu yêu cầu. Cho nên bây giờ nói tôi yêu người khác, phải không? Tôi cố gắng để yêu người khác, làm sao đó? Bà Teresa có cách đo rất là hay. Con bé đó mà bà viết, bằng ấy tuổi mà bà viết trong nhật ký tâm hồn của bà, nhất là khi vào nhà dòng, bà lặp lại: con chỉ biết rằng con có yêu cái chị kia không bằng cách chị có cảm thấy con yêu chị hay không. Con không cần làm gì hết đó, nhưng mà chị cảm thấy, cái chị đó đó, chị nữ tu đó đó, cảm thấy con yêu chị. Nó hay lắm. Còn đâu phải là mình phải làm cái này cái nọ để mong người ta biết mình yêu thương. Cái phần đó là một cái mức độ khá cao về yêu thương vô vị lợi. Cho nên cuộc sống nhiều xót xa là vì người ta không có đi tìm nhau, mà cứ bận tâm đi tìm cái gì. Ông Phêrô đi theo Chúa mấy năm rồi, kỳ này là gần cuối giai đoạn 3 năm của Chúa, mà vẫn hỏi: tụi con bỏ hết nhà cửa, ruộng nương, đi theo Thầy rồi được cái gì? Chắc Chúa cũng buồn, cho nên Chúa nói an ủi mình vừa mới nghe, nhưng Chúa thồng thêm câu: và không thiếu những bắt bớ khốn khó. Nhưng rõ ràng là chắc là Chúa cũng, nếu tôi dùng nhân cách hóa Chúa Giêsu là con người thật, cho nên chắc Chúa cũng có tâm lý hơi nản tí. Đi theo mình 3 năm, ăn dầm nằm về, bờ bụi ở lề đường với nhau, mà chưa hề đi tìm nhau, mà cứ mãi mê đi tìm vật chất, quyền lực, danh vọng. Người ta đó có thể cùng nhau đi kiếm tiền, tức là đi tìm tiền. Người ta cũng có thể cùng nhau đi tìm danh vọng. Người ta cũng có thể cùng với nhau đi tìm lạc thú. Nhưng có khi gặp những thứ đó rồi thì quay ra chém giết nhau. Thật đáng sợ mà đúng chứ không sai. Cùng nhau đi tìm không có nghĩa là đi tìm cùng với nhau, mà nó, cái cuộc sống nó hệ tại là cùng tìm nhau hơn là cùng nhau đi tìm. Phải nhấn mạnh đi lại rất nhiều. Tôi có thật sự đi tìm từng đứa con của tôi không? Hay tôi phó mặt ra, nói lớn. Khó lắm ha quý ông bà. Rồi bây giờ trở về với đời sống tôn giáo,
tôi có thật sự đi tìm chính Chúa Giêsu, tôi có thật sự đi tìm chính Trinh Nữ Maria, hay là tôi chạy đến để có ơn? Cùng nhau đi tìm tình yêu nghĩa là tình yêu đang ở ngoài con người mình đi tìm. Nếu ở ngoài thì tìm đến bao giờ mới biết tình yêu ở chỗ nào? Nhưng cùng nhau, cùng tìm nhau, cùng đi nhau đi tìm lẫn nhau thì tình yêu sẽ nảy sinh. Tình yêu trong tâm hồn mỗi người, vì thế cần phải đi tìm nhau. Do đó, xét lại đời sống thiêng liêng, bao nhiêu năm lãnh bí tích, đọc kinh, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, theo nhu cầu phụng vụ, theo lịch phụng vụ, vân vân, mấy chục năm, mà mình chưa có thấy lòng mình yêu mến Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Giêsu. Tôi không nói Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thì hãy coi lại, mình đã có lần nào thật sự muốn đi tìm Chúa Giêsu không? Khi mình đi tìm một sự vật thì mình gặp rồi thì mình bắt đầu chán rồi. Gặp là xong. Sự vật nó là vậy, mình khám phá hết rồi. Còn đi tìm một con người khó hơn, vì gặp rồi đó mà vẫn còn ở xa, là vì mình không hiểu hết được. Bên cạnh nhau đó mà vẫn có tiếng thở dài, vì không thể hiểu được đối tượng làm cái gì, muốn cái gì. Đời sống hạnh phúc gia đình nó hệ tại ở chỗ cả hai vợ chồng đi tìm nhau. Đời sống tôn giáo hệ tại ở chỗ một linh hồn đi tìm Thượng Đế. Đặc biệt nơi đạo chúng ta có một Thiên Chúa đã làm người hình ảnh giống như mình để mình tìm, đó là Chúa Giêsu. Hễ tìm nhau thì sẽ hiểu nhau, sẽ biết nhau, sẽ quyến luyến với nhau, sẽ gắn bó và sẽ lệ thuộc vào nhau. Con người có nhiều đổi thay, vì thế họ vẫn có thể xa nhau, bởi vì mình thay đổi, nhưng Thiên Chúa không thay đổi. Cho nên đi tìm Chúa, mình luôn luôn được lợi, không bao giờ mình thiệt thòi. Chúng con tin rằng lời Chúa nó có cái lực để biến đổi mỗi người chúng con. Chúa cũng đã dùng lời để quay lại hỏi hai cái ông đồ đệ của Thánh Gioan: các anh đi tìm gì vậy? Câu hỏi ấy là một nhắc nhở rất quan trọng cho số mệnh cuộc đời của họ. Hai môn đệ ấy cũng đã có câu trả lời thật đẹp, và họ đã chứng minh cho tới cuối đời là họ đi tìm một con người. Mặc dầu trong gian truân thỉnh thoảng họ vẫn tìm vật chất, kể cả ông Gioan và người anh của ông là cũng đi tìm chỗ ngồi đó, một đứa bên hữu đứa bên tả đó. Chúa cũng đã hỏi mỗi người chúng ta rất nhiều lần trong cuộc sống: ông, bà, anh, chị đang đi tìm cái gì? Có đi tìm chính Chúa không? Hay chỉ băn khoăn về ơn Chúa, về sự vật? Vậy chúng ta cần những giây phút rất thiêng liêng, thinh lặng để cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở bên trong mình. Khi ở bên cạnh nhau mà không gặp nhau là dấu hiệu cho biết đang mãi mê đi tìm cái gì, chứ không có tìm nhau. Khi người không gặp được người kia thì mãi mãi cả hai đều cô đơn. Tất cả những gì tìm kiếm kia không có ăn chung gì tới hạnh phúc hết. Tiền bạc không đóng góp được, nó chỉ cung cấp cho lạc thú một chút nào đó. Trong cuộc sống, xin Chúa cho chúng con biết con đi tìm ai, chứ đừng mãi mê cắm đầu cả đời đi tìm cái gì. Và cái con người mà chúng con cần tìm kiếm trước nhất là nhân vật tên Giêsu. Rất quan trọng. Cảm ơn Chúa, trong một thánh lễ cuối cùng của thường niên, ngày mai lễ phục tím, mùa chay, rồi mỗi thứ sáu có đàn thánh giá, vân vân. Nhưng mà thứ sáu này cũng 6 giờ có đàn thánh giá,
Sau đó là lễ phát tang của bà Rosa, bà Kim đó. Chúng ta dâng linh hồn Rosa cho Chúa. Chúng ta cũng dâng đọc kinh trước khi đi ngủ, cầu cho dân chúng ở Ukraine. Xin cho họ sống đẹp lòng Chúa, và xin Chúa ra tay bảo vệ. Nếu cuộc chiến của họ là chính nghĩa và cuộc chiến của bên xâm lăng là phi chính nghĩa, chúng ta tin vào Chúa quan phòng. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca cùng tôn vinh danh Chúa và ngư ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con những của lễ này để tiến dâng lên Chúa. Thế mà Chúa lại thương tình coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con. Xin cho những của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình trên thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến linh hồn Rosa, Trần Thị Kim Huệ và Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho bà đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em, những linh hồn chúng con dâng lễ dỗ cầu nguyện cho hôm nay và thường xuyên. Đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Thanh Sạch Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta tin tưởng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin ban bình an cho tiểu bang Tây Úc của chúng con trong thời kỳ mở cửa này, đặc biệt trong suốt tháng 3, tháng Kính Thánh Giuse. Xin Chúa đoái thương ban cho từng gia đình và hội thánh Chúa được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Ca hiệp lễ. Con sẽ hát bài ca dâng lên Chúa vì muôn phúc lộc Chúa đã ban. Con sẽ đàn ca mừng danh Thánh Chúa là đấng cao cả muôn trùng.
Tôi tin chắc là quý ông bà còn nhớ bác trai Kim qua đời mấy năm trước. Rồi bà vẫn ở cái khu nhà hưu, tức mình quen gọi là bà Kim. Mà cái tên ở trong nhà hưu của người Úc thì nó gọi là Mrs. Trần, bà Trần. Đó. Bà vẫn ở đó cho tới khi không tự săn sóc được thì gửi vào nhà hưu nơi có sơ Mai, sơ Dung với sơ Thuận đó. Ngày Chủ nhật, theo lời kể của sơ thì bà còn dự lễ rước lễ, rồi thứ hai yếu đi rồi bà qua đời. Cái lần tôi tới thăm cha Phan, tôi đứng nói chuyện với cha Phan ở cái sân sau có cái vườn ông, thì đối diện xiên xiên bên kia là nhà của ông và bà đó. Thì tôi nghe tiếng con chào cha, chào cha Phan đó, mà tôi không thấy đâu hết á, mà tôi lại thấy cái tiếng đó nó di chuyển. Tức là vừa đi vừa nói mà mình không thấy người, tại cái hàng rào nó có cây mọc nó ngang về. Thì ra là cái lưng của bác nó cong bằng luôn như cái bàn vậy đó. Bà đi như thế này vậy nè. Mà sống khỏe mạnh hay thật. Cái lưng nằm ngang luôn á, y như cái bàn vậy đó. Rồi cứ đi, cứ để vậy mà đi. Cho nên hàng rào nó cao thì không thấy. Cũng vui vui, đó là kỷ niệm tôi còn nhớ vậy thôi. Bà là một trong những người cứ đi ngang là chào hỏi cha Phan. Thì bây giờ đi về với Chúa rồi. Không biết chừng nào tới phiên mình. Ê, lại có người ho ho này. À, đúng rồi. Bị Covid rồi thì sắp tới phiên rồi. Có hai người bạn gặp nhau cái hỏi, có lần nào anh nhận ra là anh làm một sai lỗi lớn trên đời không? Thật sự đó, hay khiêm tốn đi. Ông kia nói có. Ồ, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Lần nào vậy? Lần viết tờ đăng ký kết hôn là sai lầm lớn nhất trên đời. Rồi, ông cha xứ dạy giáo lý về bí tích hôn nhân, hỏi mấy đứa thiếu niên. Cha vừa dạy xong bí tích hôn phối đó, tụi con hiểu vậy không? Dạ hiểu. Tụi con có dự đám cưới lần nào không? Nói có, anh chị đồ đủ thứ đó. Có khi cô, cậu, chú đồ, tụi con đi dự hết đó. Bây giờ giả sử trong đám cưới, hai người cô dâu chú rể đang còn hứa với nhau trước mặt vị chủ tế hay là làm chứng hay phó tế đó. Thì giả sử có Chúa Giê-xu trên bàn thờ thì Chúa nói gì? Một thằng giơ tay lên nói, con biết Chúa nói gì liền. Cha mừng quá, chắc là chúc lành đó. Nó nói hình như Chúa nói, xin tha cho chúng vì chúng không biết chúng làm gì. Thôi thua rồi. Mà có lẽ đúng. Về ít lâu cái suy nghĩ lại, cái thấy cũng cay đắng. Xin mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi tiệc thánh này, sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Nhớ, ai trên 70 không buộc phải ăn chay, kiêng thịt thì vẫn kiêng, nhưng ai ăn được càng tốt. Và đặc biệt từ 12 giờ khuya nay, tức là còn mấy tiếng nữa, 5 tiếng nữa, gần 5 tiếng, ráng mà giữ cho trọn vẹn, chứ đừng rồi cứ ăn năn hối cải nó quên. Mà ai trên 70 không buộc hết nha, vậy thôi. Cảm ơn và chúc một đêm bình an.